Hello các bạn của Frank, các bạn có khỏe không? Melbourne đang trở lại rồi, Frank thèm có một tô hoành thánh nóng hổi, nên hôm nay sẽ chia sẻ cách làm với các bạn. Làm hoành thánh thì thật ra rất đơn giản thôi, nhưng để có được một tô hoành thánh ngon như nhà hàng thì chúng ta sẽ cần một chút bí thuật nhé. Việc đầu tiên chúng ta làm là nấu một nồi nước lèo. Ở đây Frank có một chút cánh gà đông lạnh từ trước, cho vào cùng là củ cải trắng, tỏi, hành lá và một lượng nước vừa đủ. Chúng ta sẽ ninh nồi nước lèo này trong vòng 30 phút. Trong lúc đó chúng ta sẽ làm hoành thánh nhé. Về cách nêm cho nồi nước lèo thì tùy vào khẩu vị của bạn thôi. Ở đây Frank chỉ cho thêm một chút muối. Và như mọi khi thì công thức chi tiết Frank sẽ để ở dưới phần mô tả nha. Nguyên liệu đầu tiên là cải thảo. Các bạn cắt nhuyễn ra. Vì bên trong cải thảo có chứa khá là nhiều nước nên chúng ta sẽ phải ướp với một chút muối để lượng nước này được tiết ra ngoài. Đây là một bước làm rất là quan trọng để cho nhân hoành thánh không bị nhão nhé. Các bạn cũng lưu ý là đừng nêm quá nhiều muối nha. Tiếp theo ta sẽ cắt một chút hẹ. Nếu không có hẹ các bạn cũng có thể dùng hành lá. Đương nhiên là phải có nguyên liệu chính rồi. Ở đây Frank có tầm 700g thịt tôm, Frank sẽ lấy ra tầm 10 con để cắt hạt lựu. Cắt như thế này khi ăn sẽ tạo ra texture khác nhau, giúp cho món hoành thánh trở nên thú vị hơn rất là nhiều. Lượng tôm còn lại các bạn cho vào cố xay và xay cho thật nhuyễn nhé. Các bạn muốn xay cho tới khi thịt tôm kích dính lại giống như dầu sống vậy á. Để cho nhân hoành thánh được giòn giòn và sừng sực giống như ngoài nhà hàng thì bước này các bạn không nên bỏ qua nha. Dùng một cái khăn và vắt cho thật khô cải thảo đã ướp muối. Nêm vào chút đường, muối, dầu mè và một chút nước tương. Tới lúc phải vận động một chút rồi, sử dụng bàn tay của các bạn như một cái đồ quết và bắt đầu quết các nguyên liệu lại với nhau. Khi quết, các bạn sẽ cảm thấy kết cấu của hỗn hợp tôm từ từ thay đổi. Ban đầu sẽ khá là rời rạc, rồi các nguyên liệu sẽ từ từ kết dính lại với nhau. Đây cũng là một bước quan trọng để thành công và có được một tô hoành thánh ngon như ngoài nhà hàng. Về cách gấp thì cũng đơn giản thôi, các bạn sẽ cho nhân vào chính giữa, gấp phần đuôi lên để tạo thành hình tam giác, sau đó gấp hai bên cạnh lại với nhau. Các bạn cũng nhớ dùng ngón tay bóp chặt lại để nhân không bị rơi ra khi luộc. Sau khi gấp xong, chúng ta sẽ nhúng vào một chút bột để chống dính. Để nấu hoành thánh, ta sẽ bắt một nồi nước sôi lên và luộc hoành thánh trong vòng 3 phút. Khi
Khi các bạn thấy hoành thánh nổi lên như thế này thì luộc thêm tầm 1 phút nữa nha. Khi luộc xong rồi thì bày lên thôi. Frank có thêm một chút nước tương, dầu mè và tóc mỡ ở bên dưới để tăng thêm hương vị cho món ăn. Thật sự là rất tuyệt vời các bạn ơi, phần nhân giòn, sừng sực, không thua gì ngoài hàng cả. Như các bạn thấy, phần nhân rất chắc và không bị rời rạc khi cắn vào. Các bạn nhớ làm thử công thức này nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở tuần sau. Bye bye!